Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với YouTube Đài Sport 360. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với kết quả của trận đấu VTV Bình Điền Long An với binh chủng thông tin trường tư Bình Phước tại cúp VTV 9 Bình Điền. Chỉ cần 3 xét đấu thì các cô gái của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước đã lên ngôi vị thứ 3 của giải đấu cúp VTV 9 Bình Điền. Điểm số lần lượt ở các xét đấu của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước trước VTV Bình Điền Long An: 25-21, 25-17, 25-22. Và đây là những chuỗi hình ảnh chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn của trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An với các cô gái của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Hy vọng quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ cho YouTube Đài Sport 360 bằng những nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi chúng tôi đăng tin hay chúng tôi like các giải đấu chuyên nghiệp, phong trào hay là văn hóa dân tộc của nước nhà thì quý vị và các bạn sẽ nhận được thông tin thông báo của chúng tôi ngay. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới toàn thể quý khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho chúng ta luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chúng ta hãy cho Đài Sport 360 một nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông các bạn nhé. Vâng, thông tin kết quả trận đấu giữa binh chủng thông tin trường tươi với VTV Bình Điền Long An của Đài Sport 360 cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn các thông tin lần sau. Goodbye, see you again.